bộ giao thông vận tải vừa có kiến nghị thủ tướng xem xét chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cụ thể xem xét miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt phí ra vào dùng nước cảng biển, cảng thủy nội địa, đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ vận tải, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng, khu vực cửa khẩu cảng biển, phí đậu đổ đón khách tại nhà ga, bến cảng, xem xét giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ cho các cảng hàng không các bộ ngành khẩn trương triển khai nhanh chóng và có hiệu quả các gói phục hồi kinh tế theo nghị quyết của chính phủ ưu tiên doanh nghiệp dẫn tải tiếp cận các nguồn vốn dài hỗ trợ.